Hội nghị Trung ương lần thứ 9 diễn ra cực kỳ căng thẳng, số phận Tô Lâm sẽ ra sao? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 5. Đây là một hội nghị thường niên của Đảng, tuy nhiên lại được sử dụng để bố trí bổ sung vị trí nhân sự chủ chốt trong Đảng đã bị rời dụng với cùng một lý do tham nhũng. Đến một nhân vật vốn được cho là trong sạch như bà Trương Thị Mai, nhân vật lãnh đạo số 5 của Đảng vẫn phải từ chức vì vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự hội nghị Trung ương lần thứ 9 với tâm trạng rất căng thẳng. Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột rằng toàn bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều là những kẻ không ít thì nhiều dính vào tham nhũng. Lãnh đạo cấp càng cao thì ăn cắp càng khỏe, càng táo tợn. Chớ trêu thay, Đảng Cộng sản Việt Nam lại là lực lượng chính trị độc tôn duy nhất hợp pháp, được bảo kê bằng Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam. Theo đó, Đảng là lực lượng lãnh đạo toàn diện, nhà nước và xã hội. Giới quan sát đưa ra đánh giá rằng, chỉ trong vòng có 39 tháng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã họp tới 16 lần, gần gấp đôi so với thường lệ. Trong đó, 7 trên 16 lần là hội nghị bất thường để giải quyết các vấn đề về xử lý kỷ luật lãnh đạo đảng cấp cao. Quốc hội khóa 15 cũng tương tự như vậy để phù hợp với chế độ đảng cử và quốc hội phê chuẩn. Kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 9, nhân vật sẽ ngồi ghế chủ tịch nước đã lộ diện, đó là đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhân vật ngồi ghế chủ tịch quốc hội là ông Trần Thanh Mẫn, người đang tạm điều hành quốc hội thay cho ông Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ ai sẽ lên thay ông Tô Lâm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Lâu nay, giới chóp bu của Việt Nam vẫn đang truyền câu nói, ai làm Tổng Bí thư cũng được, nhưng dứt khoát không phải là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Câu nói này làm người ta liên tưởng đến một câu nói khác trong quá khứ như ai làm Tổng Bí thư cũng được, nhưng dứt khoát không phải là bà Dũng. Câu nói này cùng với quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đàn em có thêm sự chống lưng của Bắc Kinh đã giúp cho ông Trọng và phe cánh thành công tại đại hội lần thứ 12. Một số ý kiến cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm đòi phải được quyền lựa chọn nhân sự kế nhiệm cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì mới chịu nhận ghế Chủ tịch nước trước sức ép của tập thể Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đây là ý kiến dường như chưa có cơ sở và tại sao lại nói như vậy. Trở lại sự kiện bà Trương Thị Mai bị buộc phải từ chức, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị lần thứ 3 tại Việt Nam, tiếp theo các vụ mất chức của Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ. Bà Mai được thường trực Ban Bí thư, chức vụ được đánh giá là Phó Tổng Bí thư, là nhân vật số 5 chỉ đứng sau có tứ trụ. Nghĩa là trong năm nhân sự cao cấp nhất, Bộ trưởng Tô Lâm đã làm thịt mất 3. Cả ba người này đều là nhân vật thân cận và gần gũi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều chớ trêu là mục tiêu tiếp theo của Tô Lâm lại không phải là nhân vật gai góc Phạm Minh Chính, mà là Tô Lâm nhắm đến việc hốt tiếp Tổng Bí thư. Blogger Gió Bắc trong bài bình luận Hội nghị Trung ương 9, cuộc sống mái giữa các phe nhóm đã đưa ra nhận xét như sau. Cái khó hiện nay là Tô Lâm đốn củi quá hăng, cổ thụ tươi xanh cũng thành củi lớn, lửa đang phừng phừng, làm chủ lò suýt bị cháy dầu và cháy áo. Để Tô Đại tướng thêm vị thêm cánh, quyền lực độc tôn có khi đến lượt chủ lò thành củi. Chính vì vậy, theo tác giả Gió Bắc, cần có thời gian để hạ thấp uy phong, xây dựng lực lượng liên hoàn hợp tung trước khi bày bát quái trận đồ tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam nơi chỉ biết gật gù với quyết định quan trọng của đất nước. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao trận tiến công cuối cùng của Bộ Công an và hang ổ của ông Tổng Bí thư đã bị chặn đứng. Vì Tô Lâm đã hiện nguyên hình là một quái vật khổng lồ khiến ông Trọng thất kinh. Và một nghị quyết tập thể của Bộ Chính trị lập tức được đưa ra ép Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước, đồng thời chặn đứng sự thao túng quyền lực của ông tại Bộ Công an. Nghĩa là phải nhốt Tô Lâm trong chiếc lồng quyền lực. Yếu điểm trầm trọng của Tô Lâm là đã quá lạm quyền, bành trướng thế lực của Bộ Công an một cách quá mức. Điều đó khiến cho ông không nhận được số ủng hộ của đông đảo lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, cũng như số đông đại biểu Quốc hội. Điều đó như tác giả Gió Bức khẳng định rằng, thế mạnh của Tô Đại tướng nằm ở vị trí thực quyền chứ không phải là phe cánh, nên chiến thắng
là khá mong manh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hội nghị Trung ương 9 cực kỳ căng thẳng, số phận Tô Lâm sẽ ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao bà Trương Thị Mai, người trong sạch nhất, cũng phải từ chức? Chỉ cách đây ít ngày, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương, vẫn được công luận đánh giá là một nữ chính khách nổi bật, đồng thời là một ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, trái với những đánh giá khẳng định, bà Trương Thị Mai là một trong số rất ít lãnh đạo cấp cao của Đảng thực sự trong sạch, không có tì vết. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt vẫn loan truyền các tin tức cho rằng bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, đã nộp đơn xin từ chức từ ngày 20 tháng 4. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Trương Thị Mai. Theo đó, bà Mai đã có đơn xin nghỉ việc từ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra về các dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dù Tổng Trọng động viên bà Mai ở lại để giữ chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội, nhưng bà cương quyết từ chối. Bên cạnh đó, liên quan đến những bê bối lớn của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, có những cáo buộc cho rằng bà Mai đã can thiệp, hăm dọa các lãnh đạo tỉnh này phải tạo điều kiện cho nhóm lợi ích của bà trùm Trương Mỹ Lan và đại gia Nguyễn Cao Chí trong việc kinh doanh dự án Đại Ninh. Thậm chí đã có những cáo buộc khẳng định bà Mai nhận quà biếu của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận là một ngôi biệt thự khủng có giá lên đến 2 triệu đô la từ tiền hối lộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cây bút Lê Văn Đoành, một trong những người thạo tin của thế lực thù địch, đã phản bác các cáo buộc nêu trên trong bài viết tin nóng về hội nghị Trung ương 9 sắp diễn ra, đăng trên tờ báo Tiếng Dân vào ngày 4 tháng 5 và khẳng định rằng về bà Trương Thị Mai, hiện trên mạng xã hội có nhiều tin đồn liên quan tới bà, trong đó có những thông tin bịa đặt, vu khống, thật giả lẫn lộn. Một số thông tin liên quan đến bà Mai mà chúng tôi đã kiểm chứng như sau. Vụ các phe tấn công bà Mai tung tin hỏa mù rằng có lời khai từ các quan chức Lâm Đồng về việc bà Mai can thiệp cho nhóm Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Chí để có được dự án Đại Ninh là không đúng sự thật. Tiếp theo, với tin đồn bà Mai được tặng một biệt thự đắt tiền ở Sài Gòn cũng là một tin vu khống. Bà Mai là một phụ nữ không chồng, không con. Bà được đánh giá là nhân vật sạch sẽ nhất trong Trung ương Đảng. Vụ bà xin nghỉ việc không liên quan gì đến Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Chí hay dự án Đại Ninh. Những khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột này của một nhà báo lề trái đã lập tức giải tỏa những nghi ngờ của công luận và trả lại sự trong sạch cho bà Mai. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm. Vậy mà, tại phiên khai mạc của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào hôm 16 tháng 5, theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, thì Ban chấp hành Trung ương đã xem xét cho thôi các chức vụ nghỉ công tác với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo Ban chấp hành Trung ương, bà Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, từng được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Còn đài BBC Việt ngữ thì tiếp tục khẳng định như sau. Người ta thấy bà Mai thường xuyên xuất hiện bên cạnh và tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công du và đi trao quyết định. Đơn cử, bà Trương Thị Mai đã tháp tùng ông Trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022. Bà Trương Thị Mai từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội sau khi hai ông Thưởng và ông Huệ bị miễn nhiệm. Tân trưởng ban Tổ chức Trung ương, một người bị cáo buộc dính sâu đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Công luận cũng đưa ra thắc mắc, đề nghị của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam giải trình lý do vì sao bà Mai từng được đánh giá là một nhân vật trong sạch nhất và sẽ tiếp tục đảm đương các trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà lại bất ngờ đổ đốn đến ra như vậy. Vậy thưa hỏi các lãnh đạo khác của Đảng trong sạch
và vừa chưa bị lộ thì có thanh liêm như bà Mai hay không? Đây là một trong những bằng chứng để khẳng định rằng không có bất kỳ một lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam từ trung ương đến địa phương, kể cả Tổng Trọng, là những người trong sạch cả. Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là chỉ là một tập hợp của những kẻ ăn cắp tiền thuế của người dân và đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vì sao bà Trương Thị Mai, người trong sạch nhất, cũng phải từ chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.